Gần 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang phải sống trong cảnh không nước sạch để sử dụng, điện phải câu lại giá cao và không có đường đi, khiến cuộc sống họ vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Theo người dân cho biết, thấu hiểu hoàn cảnh ấp nghèo nên cũng có vài mạnh thường quân thương tình cho kinh phí làm đường đi, nhưng làm được một nửa thì dừng, nên hàng ngày mọi người phải sống chung với con đường lầy lội, nhất là vào mùa mưa lũ. Còn các em học sinh phải đi học bằng xuồng, đối mặt với nguy cơ bị đuối nước cao. Đa số những căn nhà nơi đây là nhà tình thương, nhà tình nghĩa, hiện đang xuống cấp nặng, con điện rất chập chờn do phải câu nhờ với giá rất cao. Nước sạch cũng không có, nên người dân chủ yếu dùng nước sông. Khó lắm, không đường, không trường, không trạm, không nước, không gì, có thuộc về năm không luôn rồi, còn ba nữa. Đây thì nó ngay hoàn cảnh nông dân sống gặp khó, coi như là câu đuôi dưới giường lên, cây số. Chập chờn hoài hay bị đứt hoài hay người cũng đi nói làm hoài thôi chứ xài cũng hồi hộp nó không được thoải mái như người ta. Hiện người dân nơi đây rất mong mỏi có được con đường thuận tiện cùng điện và nước sạch để sử dụng, thiết nghị chính quyền địa phương cần quan tâm giúp đỡ, biến ước mơ chính đáng của bà con nơi đây thành hiện thực.